Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành NAPK. Tuần này thì mình vẫn đang làm đêm nên mình không có like được các bạn ha. Không like được thì mình sẽ reroll ad cho các bạn xem. Rồi, nếu mà ad nào ưng thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới video, mình sẽ gửi nha. Hoặc là bạn trực tiếp inbox vào fanpage giúp mình. Lại làm hai ad mới đây các bạn. Hồi sát. Ra hạ thú thấy ông vui rồi. Múa lửa nữa chứ. Rồi giờ mình sẽ nhận thư ha. Sau khi nhận xong thì mình sẽ vào quán rượu, mình chỉnh lại cái danh sách mong muốn rồi mình sẽ sum các bạn. Lấy con support mới nha. Support này ok, lấy luôn. Mình chưa thử con support này trong giai đoạn newbie, tại vì làm gì có mà thử các bạn. Nhưng mình cứ lấy trước nha. Chỗ con Odin thì mình sẽ bỏ lấy sau các bạn, hiện tại chưa xài. Mình lấy con Thoran để nếu mà đi chung với đây mình thì sẽ có cái kỹ năng sống dậy hồi sinh. Nó tăng được một xíu, với lại nó yểm bùa vô đối phương các bạn ha. Rồi ok, chuẩn bị reroll tiếp. Một con. Ấy. Thấy hồi xác đi ra mình tưởng đâu vô kèo chứ. Rồi lại bơm xịt rồi các bạn. Mở ra mà trống trơn là thấy bơm xịt rồi. Rồi một con nữa hả chứ. Hồi xác. Đẹp. Ồ siêu lát các bạn. Full. Rồi ra toàn màu xanh không luôn. Ok ra các bạn. Con gì hãy giác tiếp. Hãy rừng rồi. Thanh niên cầm hai kiếm các bạn. Rồi fail luôn. Chỗ này mình sẽ chuyển sang hệ sát mình xâm nha. Thì đa số các bạn đều muốn chơi Diamond. Và gần như là cái con Diamond đầu game luôn luôn là cái con mạnh nhất các bạn. Cái con ở đầu game nó chơi ngon nhất. Một con. Con gì đây? Diamond. Ok. Ạc này được một copy nè. Rồi xong một ạc một copy. Bạn nào thích thì để lại bình luận bên dưới video. Bây giờ mình sẽ tiếp cái ạc tiếp theo. Mấy lần rồi các bạn chưa ra cái con tướng thức tỉnh nào luôn á. Mình đi run bữa giờ cũng nhiều ạc rồi nhưng mà chưa ra tướng thức tỉnh được nha. Nó chưa có tướng thức tỉnh cho các bạn, đặc biệt là nhiều bạn kêu là bạn thích cái con Solai thức tỉnh đúng không? Ok, có thì mình cũng tặng free luôn chứ mình không có bán buôn gì ở đây nha các bạn. Nếu mà mình may mắn mình ra được cái con tướng thức tỉnh Solai thì mình cũng sẽ tặng các bạn luôn. Đây mấy bé này chơi. Bỏ sâu rớt ra. Bỏ đen lấy con Thoran để tăng cho Diamond các bạn. Rồi, con ạc này mình quên nhận thư rồi. Xâm. Một con. Hãy sát đi các bạn. Hãy ánh sáng rồi. Henry. Xâm là 3 ra 4 mới ngon chứ ra 1 vậy fail rồi.
xác đi các bạn. Hệ sát nào. Đây mình hệ sát rồi, hệ ánh sáng rồi, xuân già, hai con tăng hệ ánh sáng luôn. Ủa mình đang xâm, mình nhớ mình đâu có xâm 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 cùng hệ ánh sáng đâu ta, xâm cùng thường mà. Rồi quay sang xâm bằng kim cương nhé. Hệ gì các bạn? Cho bạn Karen. Bữa giờ mình thấy mình xâm toàn là bơm xịt không ta, không không có cái con nào ra hồn, không có ạc nào mà được hai copy nữa nhỉ. Rồi ra hai con này mình là ạc này ngon. Thoran Diamond, à Thoran với Silas. Hạt này thì lấy đâu ra ra đam để mà đánh gì trời. Hạt này thì fail hơn hạt hồi nãy rồi. Đây các bạn, toàn là tăng khơ, tăng cơ không, có mình Karen. Hạt này chắc không ngon. Rồi, bạn nào thích hạt thứ nhất thì hạt là hạt thứ hai, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.